Theo tin của Reuters, một tàu do thám Nga hiện nay đang loạng vãng trong khu vực bờ biển miền đông của nước Mỹ. Chiếc SSV-175 Victor Leonov được nhìn thấy ở bờ biển nằm cách bờ biển Delaware chừng 70 dặm trong khu hải phận quốc tế và di chuyển về hướng Bắc. Chiếc tàu dài khoảng 90 mét với thủy đoàn là 200 người, có khả năng nghe lén các tín hiệu viễn thông và có thể thăm dò khả năng sonar của Hải quân Mỹ sử dụng. Giới hữu trách tin rằng chiếc Victor Leonov sẽ tiếp tục di chuyển lên hướng Bắc, đến gần căn cứ tàu ngầm Mỹ ở New London, tiểu bang Connecticut, rồi sau đó sẽ quay lại đầu về phía hướng Nam xuống Cuba. Đây được xem là hoạt động thu thập tin tức tình báo ở Mỹ đầu tiên được thấy của Hải quân Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức và diễn ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc là ông Michael Flynn từ chức.